Hai chào bạn, hôm nay shop xe đạp Hưng My xin giới thiệu mẫu yên béo màu da bò. Cái này màu da bò nha các bạn nha. Dành cho cái màu yên này là khi chúng ta mua về chúng ta gắn lên những con xe bãi nè, rất là đẹp luôn. Đó, hoặc là những xe mà xe cổ điển hoặc xe cổ xưa rất là đẹp, để thay thế cho những dòng xe cổ điển cổ xưa. Kiểu dáng các bạn thấy đẹp không? Giá có 250 à. Thì cái tên con này mình đặt là yên béo da bò nha các bạn nha. Nó không phải bằng da bò, nhưng mà cái màu của nó màu da bò nên mình đặt là yên béo da bò nha các bạn nha. Giá 250. Đó, cho các bạn khỏi bắt bẻ. Chứ không thôi các bạn bắt bẻ, các bạn nói yên này sẽ làm bằng da bò nữa. Cái màu mình đang nói cái màu bằng da bò nha các bạn nha. 250, có lỗ ngồi thoáng khí nè, rất đẹp. Này bắt được cho mọi loại xe luôn. Có tem laser 7 màu chống hàng giả luôn đó. Đường may, đường kim mỗi chỉ rất là ok. Giá nhiều có 250 thôi. 250 ship thì thêm 20.000 là ship toàn quốc nhớ bạn nha, 250. Yên béo màu da bò. Cái yên này hiện tại mình chỉ có một cái à, các bạn nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết à. Yên này mình có một cái nha các bạn nha. Đó, khi nào hết video thì mình sẽ xóa cho các bạn dễ coi. Nè, cái thanh nè, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Màu da bò rất đẹp nha các bạn nha. Nè cho các bạn coi nè, từ đường kim mũi chỉ. Giá 250 nha. 250 một cái. Rất đẹp. Thông số rõ ràng luôn. Mai. Đường mai cũng rất đẹp, 250, không có mắc nha các bạn nha. Giá này hợp lý, dễ mua dễ xài. Đó, 20.000 nữa là bao ship toàn quốc luôn. Nhưng mà để ship thì các bạn phải cọc cho mình ít nhất là 100.000 mình ship nha các bạn nha. Tệ lắm là 100.000 mình ship nè. Rồi. Độ nhúng nè. Đã luôn. Hàng chuẩn, 250 một cái. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995 hoặc 0984649676. Yên da bò. Yên màu da bò.